Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về hoa Tết ha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm về cái series là trồng bông dạng thọ. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trên kênh của mình ha. Thì có một bạn tên là Ngọc Lan đó, thì bạn này có bình luận trong kênh của mình là bạn gieo cái hạt giống vào ngày 19 tháng 10 âm lịch. Và bạn có hỏi mình là cái ngày ngắt ngọn của bông dạng thọ này á cho nó trổ hoa đúng Tết là ngày nào. Thì đó là câu hỏi của bạn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video cũng cơ bản là chi tiết về cái phần mà ngắt ngọn, để cho các bạn nào mà mới trồng á, các bạn cũng có thể là tham khảo ha. Thì đó là cái nội dung mà ngày hôm nay nha. Rồi thì khi mà các bạn gieo vào cái ngày là 19 tháng 10 âm lịch các bạn, thì cái thời điểm này á, là các bạn là đã gieo sớm hơn với cái thời gian là tiêu chuẩn rồi. Cái thời gian mà tiêu chuẩn của cái bông dạng thọ Thái Lùng này á, thì nó sẽ rơi vào cái ngày là 25 tháng 10. Thì do đó mà các bạn mà muốn mà cái hoa của mình á, mà nó trổ hoa kịp Tết á, thì bắt buộc á, là mình phải đi hai cơi nha các bạn. Thì tức là khi là ngày 19 tháng 10 âm lịch á, thì mình sẽ bắt đầu là mình gieo. Và tầm đâu khoảng đâu là 2 tuần sau á, là các bạn là có thể là tiến hành á, các bạn đưa nó vào chậu ha. Còn bạn nào mà trồng nhiều á thì bạn có thể là mình từ 12 ngày tuổi là mình có thể là mình tiến hành là mình đưa nó vào chậu từ từ là được rồi ha. Cho đến khoảng đâu là 16 ngày tuổi thì tầm đó. Và khi đến cái ngày mà mình bấm cái cơi một của nó các bạn, đối với cái ngày là 19 tháng 10 mình gieo á, thì nó sẽ rơi vào cái ngày là 22 tháng 11 âm lịch hoặc là ngày 23 tháng 11 âm lịch ha. Thì trong cái khoảng thời gian đó là mình phải là bấm cơi hết ha. Thì đối với những bạn mà trồng nhiều á, thì các bạn có thể là bấm vào cái ngày là 21 tháng 11 âm lịch và kéo dài cho đến là ngày 23 tháng 11 âm lịch ha. Là mình bắt buộc là mình phải xong cái cơi một nha các bạn. Thì đó là cái thời điểm là mình bấm cái cơi một cho cái đợt 1. Và cái đợt 2 á, thì nó sẽ rơi vào cái ngày là mùng 2 tháng 12 âm lịch và kéo dài cho đến là ngày mùng 4 tháng 12 âm lịch ha. Thì đối với những bạn mà trồng nhiều thì bắt buộc là trong cái khoảng thời gian đó là bạn phải xong cái cơi 2 ha. Là cái ngày mà cuối cùng nhất luôn á, là ngày mùng 4 tháng 12 âm lịch. Thì đối với những bạn mà trồng nhiều ha, trồng kinh doanh ha. Còn các bạn mà trồng ít á, thì các bạn tranh thủ cái ngày 22 hoặc là ngày 23 là mình phải bấm ha. Vậy là cơ bản là cái bạn gieo vào cái ngày 19 tháng 10 âm lịch á, thì nó sẽ trổ hoa kịp Tết ha. Nhưng mà khi mà mình bấm hai cơi như thế này các bạn, thì bông của mình đó các bạn nó sẽ rất là nhỏ. Cái đường kính bông của nó sẽ từ 6 cm cho đến là 8 cm ha, trên cái đường kính bông của cái bông 06 này ha, Thái Lùng ha. Còn những bạn mà đi một cơi á thì cái bông của nó thì nó sẽ là rất là to nha anh em, nó sẽ từ là 8 cm cho đến là 10 cm. Và bây giờ thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em và gieo vào cái ngày, cái thời điểm là 25 tháng 10 âm lịch ha, để các bạn có thể là tìm hiểu ha. Rồi thì khi mà các bạn gieo vào cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha, thì đây là cái thời điểm là tiêu chuẩn để mình gieo luôn á. Thì cái thời điểm này á, thì mình chỉ bấm được là một cơi một thôi, mình không thể nào mình bấm hai cơi được nữa nha. Nếu như là hai cơi á, thì mình sẽ gieo nó sớm hơn vào cái ngày là 19 tháng 10. Thì khi mà mình gieo vào cái ngày là 25 này á, thì nó lại là có hai cách bấm cơi nữa. Thì đối với những bạn á, mà thích lấy cái cây của mình á, mà nó lùn nhưng mà cái bông của nó to á, thì nó tầm cái đường kính của nó từ là 8 cm cho đến 10 cm á, thì bạn sẽ bấm vào cái ngày là 24 tháng 11 âm lịch nha các bạn, hoặc là ngày 26 tháng 11 âm lịch, tùy theo cái độ phát triển của cây. Thì nếu như á, mà cái cây nào mà nó phát triển chậm á, nó khoảng đâu là hơn 3 cặp lá đó, thì bạn có thể là bấm vào cái ngày là 24 tháng 11 âm lịch. Và cây nào mà nó phát triển á, nó đủ 5 đến 6 cặp lá, thì mình sẽ bấm vào cái ngày là 26 tháng 11 âm lịch hoặc là ngày 27 tháng 11 âm lịch, thì nó sẽ phát triển và trổ hoa đúng Tết nha các bạn ha. Nhưng mà cây nó hơi lùn nha các bạn, nhưng mà bông của nó rất là to luôn. Cái bông của nó là màu vàng và nhị xanh nha các bạn, đối với cái giống 06 ha. Và cái cách thứ hai để mình bấm ngọn cho nó, cái cây dạng thọ của mình á, mà nó cao thêm một tấc nữa, nó cao thêm một tấc luôn, nhưng cái bông của nó thì nó sẽ là ít lại nha các bạn. Tại vì á, nó chỉ chỗ những cái tầng trên thôi. Và cái thời gian á, mà mình bấm ngọn cho cái cách bấm thứ hai á, thì nó sẽ rơi vào cái ngày là mùng 2 tháng 12 âm lịch
nha các bạn ha, thì nó trùng vào cái cơi 2. Đối với những bạn là gieo vào cái ngày là 19 tháng 10 âm lịch đó. Nó thì khi mà bạn bấm cơi cái theo cái cách thứ hai á, vào ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch á, thì cây của mình á thì nó sẽ cao thêm một tấc nữa, nhưng mà những cái bông ở những cái tầng trên á thì nó sẽ trổ đẹp ha, còn những cái tầng dưới á, thì nó sẽ không có trổ ha. Và nếu như là bạn bấm cái cách thứ hai mà bạn muốn cái bông của mình mà nó to thêm một chút nữa, thì bạn nên lãi những cái chèo, những cái chèo mà ở gần cái tán bông á, thì bạn lãi bỏ nó đi, thì nó sẽ là kiểu như là nó không có hút dinh dưỡng từ những cái chèo đó, thì nó sẽ cho cái bông mình nó to hơn đó. Thì đó là vậy nha các bạn. Thì hôm nay thì mình cũng mới là ra chậu được một bữa hai bữa thôi à, chứ mình chưa có tới cái thời điểm đó. Thì khi mà tới cái thời điểm đó thì mình sẽ là quay cho các bạn xem ha. Thì bạn nào mà quan tâm về cái chủ đề này á, thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình ha. Thì trong cái dịp Tết này á, thì mình sẽ tập trung chia sẻ cho anh em về cái bông dạng thọ cũng như là cái những loại hoa Tết khác ha. Thì các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ bình luận bên dưới cái video của mình. Còn qua Tết á, thì mình sẽ là chia sẻ lại cho anh em về cái kỹ thuật là trồng bầu bí dưa leo ha. Thì qua Tết thì đất nó trống rồi, với lại năm nay mình cũng không có trồng nhiều nữa, mình trồng một số chậu thôi để mình chia sẻ cho các bạn thôi. Còn mà trồng kinh doanh thì năm nay có dịch bệnh nên mình không có dám trồng. Trồng mà lỡ bán không ra lỗ các bạn, năm rồi đã lỗ rồi nên năm nay thôi nghỉ phẻ. Rồi thì video hôm ngày hôm nay là chia sẻ cho các bạn vậy nha. Mình xin được mến chào và chúc các bạn thật là an lành ha.